Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, lời đầu tiên Quang Hải mời quý vị và anh chị em xem qua đoạn clip ngắn này. Manifestar de poco a poquito, o sea, en sus lagrimitas, se las teníamos que estar quitándolas con cotonetes, pero ya fue tanta la manifestación de nuestra madre que empezó a sangrar más y se tuvo que meter en una urna. Según Cepeda, esta no es la primera imagen religiosa de su propiedad que emana sangre. Dice que ya antes le sucedió con otros cuadros que luego él le entregó al arzobispado de Guadalajara. De acuerdo con este comerciante, el mensaje de la Virgen de Fátima, revelado solo a él, es una predicción de hechos violentos que se avecinan. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em vừa xem qua đoạn clip ngắn, thì biến cố này xảy ra đến từ nhà của một người đàn ông Jalisco, Mexico, tuyên bố bức tượng nhỏ đã khóc được 4 tháng. Người đàn ông này đã choáng váng mô tả sự kinh ngạc của mình sau khi mà chứng kiến bức tượng Đức Mẹ mà ông ta đã giữ bức tượng này trong nhà đã khóc ra máu. Bức tượng cho thấy Đức Mẹ trong một chiếc khăn choàng màu trắng đội trên đầu là một chiếc vương miện. Kính thưa quý vị và anh chị em, thì bức tượng này hiện được che phủ và cũng đã được giấu bí mật bởi vì người đàn ông này không muốn công chúng đến thăm. Anh ta lo ngại về việc thúc đẩy có một cái cuộc hành hương lớn đến để mà viếng thăm bức tượng. Chính vì thế mà anh ta đã không công bố cái vị trí nơi mà bức tượng đang chảy máu. Kính thưa quý vị và anh chị em, những hình ảnh về bức tượng với chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống má đã khiến một làn sóng du khách ngây ngất vì họ tin rằng họ đang chứng kiến một phép màu. Một cư trú tên là Anna Christina Chimmer cho biết là: "Tôi nhìn thấy Đức Trinh Nữ có một giọt máu, tôi đã rất ngạc nhiên, những cảm xúc vui buồn lẫn lộn." Một phụ nữ khác thì nói rằng: "Tôi tin điều đó, Đức Trinh Nữ đang ở trên thiên đàng và tôi biết là Đức Mẹ là có thật." Kính thưa quý vị và anh chị em, biến cố này tại tổng giáo phận của nơi mà xảy ra hiện tượng này thì đã thúc giục anh ta với cái sự thận trọng và phải có một cái sự xác nhận bức tượng có phải như là một phép màu hay không. Kính thưa quý vị và anh chị em nghĩ sao về video mà quý vị và anh chị em đã xem qua? Nếu đây là một phép màu đã xảy ra thì chúng ta cũng thật sự ăn năn đền tội vì những tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em biết được những biến cố đã xảy ra. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong những video kế tiếp.